Các bạn đang nghe chuyện trên audio kiếm hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập chính của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo, người đọc Khánh Duy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, Mộ Dung Huỳnh Tuyết vội chụp lấy lão phụ nhân đó, quay đầu lại nói với Mạnh Thiên Sở. Không, không, Sư Gia, chuyện này ngàn vạn lần không thể được. Lão phụ nhân đó đương nhiên biết đạo lý, đem giả lắm mộng, tránh thoát khỏi tay Mộ Dung Huỳnh Tuyết, chạy đến tiệm đổi bạc ở đối diện. Các chủ nợ khác cũng chạy đuổi theo. Mộ Dung cô nương cũng định đuổi theo, nhưng bị Mạnh Thiên Sở nắm kéo lại, cười bảo: Mộ Dung cô nương, bỉ nhân còn rất nhiều tiền nhàn rỗi, cũng không gấp dùng đến, trước hết trả nợ thay cho cô, để cô không phải lo lắng gì về chuyện đó nữa. Một lòng giúp việc cho ta, chờ sau này cô có tiền rồi, từ từ hoàn lại cho ta cũng được. Hoặc là ta có thể từ từ trừ tiền công của cô, mỗi tháng trừ 100 văn, không, 50 văn. Mộ Dung Huỳnh Tuyết thấy lão phụ nhân và 7-8 chủ nợ đó đã đổi bạc thành tiền đồng, đang phân chia cho nhau, biết là không thể nào đòi lại được nữa, vừa kinh hoàng vừa cảm kích, cảm thấy rất bất ngờ, không biết làm sao cho phải, nhũn đầu gối định quỳ xuống. Mạnh Thiên Sở chụp giữ nàng, khẽ bảo: Mộ Dung cô nương, hôm nay cô quỳ nhiều rồi, không cần quỳ thêm nữa. Mộ Dung Huỳnh Tuyết lầm bầm tạ ơn, nghẹn ngào nói không thành lời. Chẳng mấy chốc, lão phụ nhân và mấy chủ nợ quay lại trả số tiền còn lại cho Mạnh Thiên Sở, luôn miệng tạ ơn. Mạnh Thiên Sở liền bảo: Các người trở về thông chi cho các chủ nợ khác cầm giấy nợ đến nha môn tìm ta. Các chủ nợ luôn miệng đáp ứng, không người cảm ơn xong hoan hỉ bỏ đi. Mộ Dung Huỳnh Tuyết căn bản không thể ngờ Mạnh Thiên Sở lại trả nợ dùm cho mình như thế. Số tiền nợ to lớn này nhất mực đè nặng trên đầu nàng như một tòa núi lớn. Các chủ nợ cứ 2-3 ngày đến đòi nợ một lần. Ngoài các chi phí dành cho sinh hoạt cơ bản, tất cả tiền dư còn lại đều dùng để trả nợ. Áp lực trả nợ khiến cả nhà nàng sinh hoạt không yên ổn gì. Hiện giờ Mạnh Thiên Sở trả thế giúp nàng như vậy, lại nói rõ là sau này sẽ từ từ khấu trừ vào tiền lương. Như vậy là không còn áp lực nặng nề nữa, khiến cho Mộ Dung Huỳnh Tuyết cảm kích vô cùng. Mạnh Thiên Sở nói với nàng: Cô đi theo ta, chúng ta đến nội nha bắt đầu làm việc. Nói xong đã đi trước dẫn đường. Trong khu nhà vườn của Sư Gia, trong nội nha, Phi Yến đang cùng Hạ Phượng Nghi chỉnh lý hoa cỏ, thấy Mạnh Thiên Sở trở về đều mừng rỡ chạy ra đón. Hạ Phượng Nghi nhìn Mộ Dung Huỳnh Tuyết mặc trang phục thư lại đi bên cạnh Mạnh Thiên Sở hơi ngẩn người. Bản năng của nữ nhân khiến nàng lập tức phát giác Huỳnh Tuyết là nữ tử, cười hỏi: Phu quân, đây là thư lại chàng tìm về đấy ư? Đúng, y là Mộ Dung Huỳnh, Mộ Dung Phi Vũ, là phòng thư lại, đối với hình danh có thể xem là khá thành tạo, ta gọi về giúp ta xử lý một số công văn. Phi Yến cũng nhìn ra, bước tới bên cạnh Mộ Dung cô nương, xoay quanh người nàng một vòng, đưa mũi đến sau cổ của nàng, ngửi ngửi một cách rất khoa trương, cười hi hi nói: Cha cha, tiểu thư lại này thơm quá ha. Mộ Dung Huỳnh Tuyết có phần khẩn trương, cúi đầu len lén nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở giới thiệu nàng cho Hạ Phượng Nghi và Phi Yến, nàng liền cung kính làm lễ ra mắt với hai người. Mạnh Thiên Sở nói với Hạ Phượng Nghi: Chi huyện đại lão gia đã tới chưa? Vẫn chưa tới, nhưng mà sẽ nhanh thôi. Hạ Phượng Nghi đáp, quay sang bảo Phi Yến: Lão gia sắp sửa phải làm việc công rồi, em đi thu thập thư phòng đi. Đúng rồi, hãy chuẩn bị một bàn cho vị thư lại của lão gia này tiện làm việc. Phi Yến đáp ứng, chuyển thân tiến vào thư phòng. Mộ Dung Huỳnh Tuyết cũng theo cô bé phụ giúp dọn dẹp. Nhân lúc đó, Hạ Phượng Nghi dùng bộ dạng rất kỳ quái nhìn Mạnh Thiên Sở, khẽ hỏi: Ai, huynh có phải là công tư vẹn cả đôi đường đúng không? Cái gì mà công tư vẹn cả đôi đường, cô đang nói cái gì vậy à? Mạnh Thiên Sở cố mở con mắt thật to, thừa biết nhưng vẫn giả vờ hỏi: Hi hi, đừng có mắc cỡ, cô gái này như hoa như ngọc ấy, lại biết hình danh, có phải là định bồi dưỡng thành hiền nội trợ tương lai hay không? Mạnh Thiên Sở biết Hạ Phượng Nghi đã nhìn ra Mộ Dung Huỳnh Tuyết là nữ giả nam, đành cười nói: Đúng, Mộ Dung Phim Vũ là cha của cô ấy, cô ấy là Mộ Dung Huỳnh Tuyết, con gái đấy, sao, ghen hả? Hạ Phượng Nghi lướt xéo hắn một cái rồi đáp: Ta đã nói rồi, ta hy vọng huynh sau này có thể tìm được một cô vợ vừa ý, ta bây giờ mới an tâm rời xa huynh, do đó huynh tìm được cô ấy tới, ta có gì đâu mà ghen đây. Chỉ hy vọng trong vòng một năm này, hai người có thể hợp ý tâm đầu, ta có thể an tâm đi được rồi. Mạnh Thiên Sở nghe nàng nói vậy, lòng dậy lên một nỗi niềm rất khó tả, miễn cưỡng cười: Cô nói cái gì vậy, ta chỉ là gọi cô ta đến giúp ta xử lý công văn, làm gì có tâm tư đó. Hơn nữa, ta dù có lòng đó, người ta cũng chưa chắc có, mới vừa quen biết mà đã nói đến mức như vậy rồi.
Hạ Phượng Nghi nói: Không sao, còn một năm nữa mà. Ta thấy cô gái này không tệ đâu, người vừa đẹp, nói năng và tính tình lại ôn nhu, xem ra là loại nữ nhân mà huynh thích à. Vậy ư, cô hiểu ta đến thế kia sao? Mạnh Thiên Sở nheo mắt hạ giọng nói: Kỳ thật ta thích chính là dạng nữ nhân dám nói dám làm như cô vậy. Hạ Phượng Nghi nhạt giọng đáp: Những lời như vậy không nên nói ra thì hay hơn. Huynh cứ đi làm việc đi, ta còn phải tiếp tục chỉnh lý số hoa cỏ này. Nói xong, nàng không để ý gì đến Mạnh Thiên Sở nữa, cúi xuống tiếp tục làm việc đang dở dang. Mạnh Thiên Sở cười cười như tự chào phúng mình, lắc lắc đầu, vừa định đi vào thư phòng thì đã nghe tiếng cười của Thái Chi Huyện từ ngoài cửa vào. Tiên sinh, Vãn sinh bãi đường rồi, đem số cáo trạng này cho tiên sinh đây. Mạnh Thiên Sở quay lại nhìn, thấy Thái Chi Huyện đang ôm một chồng cáo trạng dày đi tới. Hắn vội bước tới chắp tay chào, rồi tiếp lấy mời Thái Chi Huyện vào phòng khách ngồi xuống mới nói: Ông chủ, sau này cứ cho cân ban trưởng tùy hay là thư lại trực ban ở hình phòng đưa đến là được rồi, sao lại nhọc công đại giá của ngài như vậy? Nói hay lắm, nói hay lắm. Thái Chi Huyện cười ha ha: Hôm nay là lần đầu tiên, Văn Sinh đương nhiên phải tự thân đến rồi, sau này sẽ để cho bọn chúng đưa tới. Hai người hàn huyên một lúc, Thái Chi Huyện mới cáo từ bỏ đi. Mạnh Thiên Sở ôm chồng cáo trạng đó đến thư phòng giao cho Mộ Dung Huynh Tuyết, yêu cầu nàng xử lý, nói rằng là muốn khảo sát năng lực của nàng một chút. Mộ Dung Huynh Tuyết đương nhiên đem hết tinh thần xử lý những hồ sơ cáo trạng này thỏa đáng. Mạnh Thiên Sở xem nàng viết lời phê thấy đúng như lời đã nói, nhưng có đạt hay không đương nhiên còn chưa thể xác định, nhân vì dù sao thì bản thân hắn cũng chẳng rõ chuyện này như thế nào. Mạnh Thiên Sở thấp thỏm đưa những lời phê đến cho Thái Chi Huyện. Thái Chi Huyện vừa xem xong vừa gật đầu lia lịa, mặt tươi cười lấy bút phê chuẩn. Hắn bây giờ mới thở phào an tâm. Cùng ngày, những chủ nợ còn lại của Mộ Dung Huynh Tuyết nghe tin đều tới tìm đến với giấy nợ trên tay. Mạnh Thiên Sở y cũ giúp trả cho Mộ Dung Huynh Tuyết số nợ này, tổng cộng hết hơn 22 nạng. Như vậy có thể nói hắn đã trở thành chủ nợ duy nhất và lớn nhất của nhà nàng. Mộ Dung Huynh Tuyết phải viết một giấy mượn nợ lại đưa cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nửa đùa nửa thật nói rằng số bạc này không cần ghi nợ, bản thân hắn tin là nàng sẽ không trở mặt. Điều này khiến cho Mộ Dung Huynh Tuyết càng cảm kích Mạnh Thiên Sở hơn. Nàng muốn mỗi tháng sẽ trả cho hắn 500 văn, nhưng Mạnh Thiên Sở chỉ yêu cầu nàng trả mỗi tháng 100 văn. Như vậy do trước đó hắn đã ra giá là trả thêm cho nàng 500 văn tiền lương mỗi tháng, bây giờ trừ 100 văn ra, hắn chỉ trả 400 văn là được. Mạnh Thiên Sở cho Mộ Dung Huynh Tuyết làm thư lại tư nhân của hắn, không làm việc ở hình phòng nữa, có nghĩa là Mộ Dung Huynh Tuyết làm một việc mà ăn hai đầu nương, không những khiến cho món nợ hơn 22 lượng coi như không phải trả nữa, mà mỗi tháng còn tăng thêm 400 văn so với lương cũ. Con số này đương nhiên nàng biết hết, cảm kích Mạnh Thiên Sở như nước lớn Trường Giang chảy hoài chảy mãi. Thật ra Huynh Tuyết không đoán được dụng tâm của hắn, nếu như nói Mạnh Thiên Sở hắn thích nàng thì cứ trực tiếp lấy 22 lượng bạc đó làm sính lễ, nhờ mai mối tới cưới nàng về làm tiểu thiếp là xong. Nhưng với gia cảnh của Mộ Dung Huynh Tuyết, gả con gái cho Mạnh Thiên Sở vừa giúp nàng có nơi nương tựa thật tốt, vừa có thể hoàn trả được nợ, người trong nhà đương nhiên ưng thuận ngay, thậm chí còn mừng thầm là khác. Thế nhưng Mạnh Thiên Sở lại không làm như vậy, khiến cho Mộ Dung Huynh Tuyết đoán mãi không ra, cuối cùng không dám đoán nữa, chỉ biết quyết tâm làm tốt mọi việc báo đáp ân đức của hắn. Đối với Mạnh Thiên Sở, 22 lượng bạc tương đương với 20.000 nhân dân tệ không phải là món tiền quá lớn, dùng số đó vừa trợ giúp, vừa giúp một mỹ nữ đáng thương, vừa tìm được một thư ký hình danh có thể hết lòng hết dạ làm việc cho hắn như vậy, khiến cho hắn có thể rảnh rang mà chuyên tâm phá án, gây dựng cho bản thân hắn một mảng đất trời công danh, sự nghiệp thì còn gì bằng nữa. Cho nên đối với hắn mà nói, số bạc 22 lượng này được chi dùng rất đáng. Mạnh Thiên Sở sở hữu được cô nàng thư ký riêng này, về mặt công văn hình danh giải quyết được rất dễ dàng. Đương nhiên hắn không ỷ lại vào cô nàng này mà len lén tự học những tri thức liên quan. Dù gì đây là những quy trình bất biến, các thức văn thư hầu là những từ ngữ sáo rỗng, chỉ cần chịu để tâm học thuộc lòng thì muốn nắm bắt không phải là điều khó. Do đó sau một đoạn thời gian, hắn đã nắm bắt được trình tự giải quyết công việc cơ bản và cách thức công văn. Cho dù là không có Mộ Dung Huynh Tuyết, một mình hắn cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Đương nhiên, chuyện viết văn sao cho chữ đẹp, văn hay hầu hết đều dựa vào Mộ Dung Huynh Tuyết dụng công thực hiện. Mộ Dung Huynh Tuyết trong thời gian này coi hắn như là ân nhân, trước mặt hắn cung kính vô cùng.
Có lúc Mạnh Thiên Sở đùa bỡn vài câu với nàng, nhưng nàng cứ đỏ mặt cúi đầu không nói gì, khiến cho hắn không dám đừng đột thái quá. Một tháng trôi qua, khí trời dần dần trở nên nóng bức. Giờ nghỉ trưa hôm đó, viên cận viên chủ bộ của huyện Nhân Hòa mang thiệp mời hưng phấn đến nội nha mời chi huyện Thái Chiêu. Sau đó y đến chỗ Mạnh Thiên Sở cung kính trao một thiệp màu hồng. Trong thời gian này, Mạnh Thiên Sở đã quen thân với các quan viên trong nha môn nên cười ha ha tiếp lấy xem. Thì ra là một thiệp mừng cưới, nội dung cụ thể là mừng con trai của viên cận viên chủ bộ thành thân trong hôm nay. Hắn cười nói: cung hỷ, nhưng không biết viên đại nhân cái vị thiên kim của nhà nào vậy?" Viên chủ bộ khom người cười tươi đáp: "Là tiểu thư Lâm Tư của Lâm Trường Quý ở Đông Thành." "Vậy ư?" Mạnh Thiên Sở dài giọng như hiểu ra, vị Lâm Trường Quý này là đại phú hộ giàu nhất ở Hàng Châu, chỉ riêng tiệm buôn trong thành Hàng Châu đã có mấy chục nhà. Trước đây, chi huyện Thái Chiêu của huyện Nhân Hòa thỉnh Mạnh Thiên Sở làm sư gia đã từng mời thỉnh Lâm Trường Quý đến dự tiệc. Hắn nhớ lại, dường như đây là một người rất mập và lùn, nghe nói còn bỏ tiền ra mua một chút công danh. Con gái của ông ta thì hắn chưa hề có dịp gặp. Những nữ tử chưa lấy chồng thời cổ đại, đặc biệt là con nhà quan hoặc là nhà giàu thì những người ngoài rất khó gặp. Viên cận này là chủ bộ hàng chánh cửu phẩm, tương đương cục trưởng cục tư pháp kiêm lương thực ở huyện, miễn cưỡng có thể coi là nhà quan. Đi cưới một thiên kim tiểu thư con nhà đại phú hộ thì có thể coi là môn đăng hộ đối rồi. Mạnh Thiên Sở ôm quyền nói: "Giờ ngọ ngày mai bỉ nhân nhất định đến mừng đúng giờ." Viên chủ bộ cười ha ha ôm quyền cảm tạ, mang những thiệp mời còn lại rời khỏi nội nha, đến trước chỗ của huyện thừa Trương Chỉ Trương đại nhân, đứng lại một hồi ngẫm nghĩ rồi bất chấp tất cả tiến vào đến chỗ trực ban thông báo. Các cổng nội nha của huyện thừa lạnh lùng nhìn viên chủ bộ, hai mắt quét qua quét lại, mũi hừ lạnh một tiếng, dài giọng nói: "Viên đại nhân xin chờ cho một chút, tiểu nhân sẽ thông báo cho ngài." Xong chậm chạp đứng lên đi vào trong, viên chủ bộ đứng ở cửa thần tình có vẻ bối rối. Qua một lúc, các cổng mới đùng đỉnh đi ra, nói với viên chủ bộ: "Viên đại nhân, lão gia chúng tôi thỉnh ngài vào phòng khách nói chuyện. Chỗ thì ngài biết rồi, tiểu nhân không đi với ngài tới đó nữa." Viên chủ bộ gật gật, cúi đầu từ từ tiến vào trong. Khi đến phòng khách trong nội nha huyện thừa, y thấy trống hoắc, huyện thừa Trưng Thị không hề chờ ở đó, không ai đến tiếp đón y, ngay cả trà cũng không có một chung. Viên chủ bộ chỉ còn biết tự ngồi xuống ghế, cúi đầu nhìn vào thiếp hồng trên tay mình. Qua một lúc, có tiếng cân ban trưởng tùy sau hậu đường hô to: "Trương huyện thừa Trương đại nhân đến, nghênh!" Viên chủ bộ vội đứng dậy khom người thi lễ. Huyện thừa là chánh bát phẩm, cao hơn chủ bộ hai cấp, tương đương chức phó huyện trưởng ở thời hiện đại. Do đó, viên chủ bộ phải dùng lễ hạ quan tương kiến. Trương huyện thừa không nhìn viên chủ bộ, mặt âm trầm đi đến, ngồi lên ghế chủ tọa, vén áo ngồi lên. Lúc này, người hầu mới dâng lên hai chung trà. Viên chủ bộ bước tới một bước, khom người cung kính đưa thư mời bằng hai tay. "Trương đại nhân, ngày ngọ ngày mai, huyền tử thành thân, cung thỉnh Trương đại nhân quang lâm." Trương huyện thừa không tiếp lấy thiệp mời, hừ một tiếng nói: "Viên đại nhân, con trai ngài thành thân thì cũng đâu có cần mời thành bổn quan làm gì. Dù gì thì ngài cũng đâu có coi bổn quan vào đâu, cứ coi như bổn quan không tồn tại đi, hà tất phải có hành động thừa lại làm chi?" Viên chủ bộ trầm mặt đáp: "Trương đại nhân cùng ty chức đều làm quan trong nha môn này, ty chức nhất mực kính trọng đối với đại nhân, sự tình về mặt công vụ hy vọng không ảnh hưởng tới giao tình riêng tư của chúng ta." "Viên đại nhân nặng lời rồi, về công vụ ngài không nghe theo hiệu lệnh của bổn quan, chỉ nghe theo thái đại nhân. Bổn quan từ trước đến giờ cũng không nói lời nào, nhưng mà bổn quan là người thẳng tính, từ trước tới giờ không thích ăn nói quanh co. Hai chúng ta quan hệ không tốt như vậy, trong nha môn này ai cũng biết, không cần phải giấu giếm hay tránh né gì, cứ thẳng thắn đối diện đi. Án theo đạo lý, sự tình về mặt công vụ đích xác là ảnh hưởng đến tư giao. Thế nhưng bổn quan tự hỏi, thấy ngoại trừ về mặt công vụ, bổn quan không hề có tư giao gì với viên đại nhân, do đó không tồn tại những chuyện qua lại lễ nghĩa như vậy." Viên chủ bộ càng bối rối hơn, đặt thiệp mời trên bàn, không nói năng gì nữa, cung tay xá xá rồi chuyển thân đi ra khỏi phòng khách. Chờ cho viên chủ bộ đi tới cửa, Trương huyện thừa mới nói: "Chúng ta cầu quy, cầu lộ quy lộ, viên đại nhân, nếu như ngài đã đưa thiệp mời tới đây, chung rượu mừng này, bổn quan vẫn phải uống thôi." Viên chủ bộ vội chuyển thân khom người thi lễ: "Đa tạ đại nhân, ty chức cung hầu đại nhân, đại giá quang lâm." Rời khỏi nội nha huyện thừa,
Viên chủ bộ bấy giờ mới thở phào, cười khổ lắc đầu. Tiếp đó đi tới các phòng trong nha môn phát thiệp. Trong nội nha, Mạnh Thiên Sở cầm thiệp mời tiến vào thu phòng, đưa cho Mộ Dung Huynh Tuyết. Mộ Dung Huynh Tuyết liếc qua, mắt gã hiện vẻ ưu tư. Tiếp đó nhoẻn miệng cười nói: "Ai ra, Viên đại nhân cưới con dâu, chúng ta lại phải xuất chút tiền rồi." Mạnh Thiên Sở hỏi: "Loại chuyện vui này, trong dĩ vãng người trong nha môn đều phải xuất tiền hay sao?" "Dạ bẩm đúng vậy, ít nhiều gì cũng phải bỏ ra." "Các ngươi trước đây bỏ bao nhiêu tiền?" "Tiền nhiều thì bỏ nhiều, tiền ít bỏ ít, 100 văn hay 200 văn đều có thể được." Mạnh Thiên Sở đương nhiên biết đối với Mộ Dung Huynh Tuyết đây chẳng phải là tin tức tốt lành gì, liền cười cười nói: "Cô hiện giờ đã là thư lại riêng của ta, phần xuất ra ở hình phòng không thể tính lên đầu của cô được." "Sao lại không tính, số tiền này đều chia ra số đồng người ở lục phòng đấy." Mộ Dung Huynh Tuyết hơi u sầu: "Nếu các thư lại thường có ma trai hiếu hỉ thì cũng được đi, lương mọi người không nhiều, 30 văn là được. Nhưng nếu có chuyện ma trai cưới hỏi của lục phòng tư lại thì tiền bỏ ra phải ít nhất 100 văn. Nếu là quan phó cho tới huyện Thái Lão Gia thì 150 văn cũng còn quá ít." Mộ Dung Huynh Tuyết ăn hai đầu lương, mỗi tháng cần 1.000 văn. Nhưng đây là nguồn tiền sinh hoạt cho 6 người nhà nàng, tất cả đều dựa vào nàng. Nếu chia ra mỗi tháng một người không tới 200 văn, còn lại phải nuôi bà nội sinh bệnh, phụ thân và phụ mẫu cũng bệnh. Đối với nàng mà nói, 100-200 văn này không phải là con số nhỏ. Do đó khi nghe nói phải bỏ số tiền chia vui này, sắc mặt của Mộ Dung Huynh Tuyết ưu sầu ngay. Mạnh Thiên Sở đương nhiên biết Mộ Dung Huynh Tuyết gia cảnh bần khốn, liền nói: "Không cần lo lắng, nếu như cô là thư lại tư nhân của ta, phần tiền đó ta đương nhiên phải bỏ trả ra cho cô." Mộ Dung Huynh Tuyết vội xua tay lia lịa: "Cái đó không được, Mạnh sư gia, ngài đã rất quan tâm đến tôi rồi, tôi sao lại có thể để ngài xuất ra phần tiền này nữa, tôi đáng ra phải xuất tiền, rất may là không nhiều." Mạnh Thiên Sở cũng không kiên trì thuyết phục, hắn biết loại sự tình này nếu xử lý không tốt sẽ làm hại đến lòng tự tôn của nàng, liền cười cười nói: "Như vậy cũng được, ngày mai chúng ta đến ăn đó một bữa để bù cho 100 văn mất này, thế nào?" Mộ Dung Huynh Tuyết thì cười, ánh mắt sáng ngời nhìn Mạnh Thiên Sở gật gật đầu. Trưa ngày hôm sau, để tham gia hôn lễ của con trai chủ bộ, chi huyện Thái Chiêu quyết định nha môn nghỉ nửa ngày. Mạnh Thiên Sở cùng chi huyện đại nhân, huyện thừa Trương Thị cùng ngồi kiệu đến trạch viện của viên chủ bộ. Các thư lại trong nha môn đều có phần quà đi xe ngồi kiệu hoặc đi bộ ào ạt đến trạch viện của viên chủ bộ. Theo quy định của Đại Minh Luật, quan phó ở châu huyện không thể mua phòng ốc gia sản trong thời gian còn nhậm chức. Nhưng ở trung hậu kỳ của Minh Triều, quy định trong Đại Minh Luật không còn được chấp hành nghiêm chỉnh nữa. Trưởng quan châu huyện mua phòng ốc chỗ nào cũng có. Trên có thiên đường, dưới có tô hàng, mua trạch viện ở thành Hàng Châu là mộng tưởng của mỗi vị quan trong châu huyện. Chủ bộ viên cận cũng như thế, ông ta đã chi dùng số bạc tích lũy sau nhiều năm làm quan, mua một đại trạch viện ở phía tây thành Hàng Châu, đưa cả nhà, già cả lớn bé từ quê lên ở đó từ nhiều năm trước. Theo quy định, 3 năm phải luân chuyển hoán đổi vị trí, viên cận đã bỏ ra một lượng bạc lớn để lưu nhậm mãi ở Hàng Châu. Y không hy vọng thăng quan, chỉ hy vọng bình an sống ở Hàng Châu, giàu khắp thiên hạ như thiên đường này cho đến già cả nghỉ hưu, ở lại luôn ở đây. Do đó ông ta cũng yên tâm cưới con dâu là thiên kim của Phú Thương Lâm gia. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người đến tòa đại trạch của viên chủ bộ. Viên chủ bộ đã được thông báo trước, ra cửa đón từ phía xa, rước chi huyện Thái Chiêu và mọi người vào trong. Tòa trạch viện này rất lớn, treo đèn kết hoa khắp nơi, không khí mừng vui náo nức, tiếng hò hét, tiếng chúc tụng vang lên không ngừng, người ngồi đầy trong vườn. Thái Chiêu, Mạnh Thiên Sở và Trinh Thị cùng mọi người đương nhiên ngồi ở bàn chủ tọa. Mạnh Thiên Sở vốn định gọi Mộ Dung Huynh Tuyết đi cùng, nhưng cô nàng dù sao cũng chỉ là một tiểu thư lại, không có tư cách ngồi cùng ăn uống với huyện Thái Lão Gia. Hơn nữa, nàng là nữ giả nam trang, Mạnh Thiên Sở lo lắng bị người ta nhìn ra, cho nên cứ để nàng đi cùng các thư lại khác ở ngoài vườn. Hôn lễ thời cổ đại tự nhiên là náo nhiệt phi thường, bái thiên địa, nhập động phòng xong, tân lang không thể vào động phòng theo, mà là phải kính rượu với tân khách, kính xong mới được vào động phòng. Khi kính đến chỗ của Mạnh Thiên Sở do trước đó chưa hề gặp qua chú rể là con trai Viên Thiết Sơn của viên chủ bộ, nhưng nghe tên này cũng ghê người. Thế nhưng bây giờ gặp, hắn không khỏi khen thầm: chàng trai này quả nhiên danh xứng với thực, người cao gần 1m9, cao lớn vạm vỡ, một thân thịt mập mạp gần 200 cân. Khi đi, thịt không ngừng rung rinh.
y dùng giọng ồm ồm nói với Mạnh Thiên Sở. Mạnh sư gia, Văn Sinh đã sớm nghe cha nói về ngài, nói ngài phải án lợi hại, hôm nay được gặp Văn Sinh thật có phước ba đời, Văn Sinh xin kính sư gia một chung. Mạnh Thiên Sở cười ha ha, không cần khách khí, chúc hai người bách niên hòa hợp. Nói xong hắn nâng ly uống cạn. Viên Thiết Sơn bước tới trước mặt huyện thừa Trưng Thị, cung kính nói: Trương đại nhân, tiểu nhân đa tạ đại nhân quang lâm, đặc biệt kính đại nhân một chung rượu, tiểu nhân xin uống trước để tỏ lòng. Nói xong ngửa cổ uống cạn. Trương huyện thừa vừa rồi đã cùng chi huyện Thái Chiêu nói chuyện uống vài ly, tiểu lượng của y không tốt, chỉ nhấp chút môi mà thôi, người ta uống một ly bằng ông ta uống hai ly, cho nên giờ phút này đã nghe hơi rượu bốc lên đầu, mắt lờ mờ, cúi đầu nhìn vào chung rượu trên bàn, lắc lư đầu nói: Ngươi biết làm người hơn cha ngươi đầu óc một chiều, không có bản lĩnh gì, chỉ biết vuốt mông ngựa, cho nên đến già rồi mà chưa ra trò trống gì cả. Sau này ngươi muốn làm nên công danh sự nghiệp, đừng nên học theo cha ngươi. Viên Cận nghe lời của ông ta không thiện, sắc mặt hơi biến, nhưng dù gì người ta cũng là khách quý, lại là thượng ty của mình, cho nên ông ta không dám nói nhiều, cúi đầu im lặng. Viên Thiết Sơn nghe Trương huyện thừa nói lời bất kính với phụ thân mình, gương mặt thịt đang cười tươi tức thì cứng lại. Nhưng Trương huyện thừa là khách, hôm nay là ngày vui của hắn, người đến chúc mừng rất nhiều, không tiện phác tác, chỉ ho khan một cái, giả vờ như không nghe, rót một ly rượu khác chuyển người, định đi mời tiếp người khác. Trương huyện thừa hừ lạnh: Ê, bổn quan còn chưa uống rượu, ngươi như vậy mà đi được sao? Không thấy quá thất lễ rồi sao? Viên Thiết Sơn nghe vậy chỉ còn biết xoay người lại hướng về phía Trương huyện thừa làm một lễ thật sâu: Tiểu nhân kính Trương đại nhân một chung rượu. Rồi hắn nhìn ly rượu trong tay ông ta, lặng lẽ chờ ông ta uống cạn. Không ngờ Trương huyện thừa vẫn không chịu đụng đến rượu trong ly, nhéo đôi mắt say rượu nhìn về phía viên chủ bộ, sau đó từ từ quay đầu lại nhìn gương mặt mập mạp của Viên Thiết Sơn, cười cợt bảo: Nghe nói con vợ mới cưới của ngươi đẹp lắm hả, gọi ra đây kính rượu bổn quan. À, kính mấy bôi thì bổn quan uống mấy bôi, thế nào? Viên Thiết Sơn giận như điên, gương mặt mập mạp đỏ phừng phừng, nhưng cố hạ giọng nói: Trương đại nhân, ông là uống say rồi hay là cố ý gây sự đây? Trương huyện thừa cười hăng hắc, cầm ly rượu trên bàn từ từ đổ ra đất, lườm mắt hỏi Viên Thiết Sơn: Bổn quan chính là đến gây sự đó, rồi làm sao? Viên Thiết Sơn cao hơn Trương huyện thừa một cái đầu, hơn nữa thân hình mập mạp, bàn tay xòe ra như cái quạt bổ, hiện giờ không ngờ bị vị chủ bộ ốm mo này hí lộng, không khỏi tức giận nhịn không được mắng: Cái con mẹ ngươi! Viên chủ bộ lập tức kéo con trai sang một bên: Thiết Hà, không được vô lý, mau mau lui xuống. Thiết Sơn ở nhà vẫn được gọi là Thiết Hà. Trương huyện thừa vỗ mạnh bàn, đứng phắt dậy chỉ Viên Thiết Hà: Ngươi dám nhục mạ bổn quan, mẹ ngươi! Hình phòng tư lại Ôn Minh ở bên cạnh liền đứng dậy kéo Trương huyện thừa, không ngờ bị Trương huyện thừa xô mạnh ngã chỏng vó. Tránh ra, tên mập này dám mắng bổn quan phải cho hắn biết thế nào là lễ độ. Thái Chi huyện ở bên cạnh thấy vậy trầm giọng quát: Trương đại nhân! Trương huyện thừa đối với Thái Chi huyện vẫn rất kính quý, nghe lời của Thái Chi huyện cố ý không hài lòng, liền không dám nói gì nữa, lắc lư ngồi xuống ghế, mặt đỏ bừng bừng, gặp người thưa: Thái đại nhân, thì chức thất lễ rồi. Thái Chi huyện nhíu mày hỏi: Có cần phải người đưa ngươi về trước không? Không. Trương huyện thừa nhìn xéo về phía Viên Thiết Sơn, nói với Thái Chi huyện: Thì chức không sao, định hầu uống thêm với Thái đại nhân vài chung nữa. Mạnh Thiên Sở ở bên cạnh lạnh lùng bàng quang. Hắn trong những ngày này đã biết Trương huyện thừa là người khắc bạc, không hợp với viên chủ bộ, vừa rồi đã mượn rượu tranh hơi cố ý kiếm chuyện. Hiện giờ hắn đành ra tay giải vây, nâng chung rượu lên nói: Vậy được, chúng ta uống rượu vì tân lang và tân gia nhân mà cạn ly nào. Thái Chi huyện cười ha ha gật đầu: Tiên sinh nói chí phải, nào các vị, chúng ta cùng cạn ly. Ôn Minh cùng Lục Phòng tư lại đều đua nhau nâng ly. Trương huyện thừa nhất mực lễ độ với Mạnh Thiên Sở, nghe hắn nói vậy cũng nâng ly cùng chúc nhau rồi uống cạn. Viên chủ bộ cũng vừa cạn ly vừa đưa mắt ra hiệu cho Viên Thiết Sơn đi chỗ khác. Viên Thiết Sơn bấy giờ mới cầm chung rượu từ từ bỏ đi, trong lòng rất tức giận. Sau khi kính rượu một vòng, uống cũng được khá nhiều nên lắc lư trở về động phòng.
khăn hồng trùm đầu của tân nương Lâm Tư bấy giờ đã bị cởi ra rồi. Nàng ta đang ngồi bên giường tân hôn, thấy Viên Thiết Sơn tiến vào, mặt đỏ phừng cúi đầu như muốn trốn vào trong lòng. Tân nương Lâm Tư này đích xác có mấy phần tư sắc, đêm tân hôn trang điểm càng xinh đẹp hơn. Viên Thiết Sơn chánh choáng, nhướng mắt say, cảm thấy tân nương tử của mình quả là đẹp như tiên trên trời, cảm thấy sự khó chịu vừa rồi tan biến đâu mất, nhìn không được bước tới, ngồi xuống cạnh giường, ôm Lâm Tư vào lòng, rồi đè ngửa ra giường, một tay thò vào trong áo quần sờ soạng khắp nơi. Lâm Tư bị bàn tay và thân thể mập mạp của y đè cứng, lại ngửi thấy mùi vị nam nhân nồng nặc, vừa khẩn trương vừa động tâm, thở hổn hển nói: "Phu quân, đừng, tân khách còn đang ở ngoài chưa về, coi chừng có người tiến vào." Viên Thiết Sơn đưa cái môi dày hôn hít loạn lên gò má phấn của Lâm Tư, miệng không ngừng nói: "Không sao, không có người nào tiến vào đâu, ta muốn nàng." Bàn tay to bè húp híp của hắn cuối cùng cũng lần tới, bóp chặt hai bầu vú căng tròn của Lâm Tư. Lâm Tư rên khẽ một tiếng, toàn thân tức thì mềm nhũn như say như ngốc, mặc cho đôi tay phì của Viên Thiết Sơn mặc tình tung hoành trên cơ thể nàng. Viên Thiết Sơn bị lửa dục đốt cháy phừng phừng, nhoáng cái lột sạch hết quần áo của Lâm Tư, định hôn lên ngực của nàng. Nhưng chính vào lúc này, ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng động. Lâm Tư từ trong mê loạn chợt thanh tỉnh lại, run giọng nói: "Có người!" Rồi hoảng loạn chụp lấy quần áo che ngực. Viên Thiết Sơn ngồi phắt dậy, bước hai bước tới ngay cửa, mở toang nó ra, bước hẳn ra ngoài động phòng. Nhìn thấy có hai người đang hoảng hốt lùi đi ra khỏi cửa sổ, vừa khéo họ quay nhìn về phía Viên Thiết Sơn, trong đó có một người thân hình cao lớn, sắc mặt đen sì. Thiết Hà, là chúng ta!" Một nam tử thanh tú hơn thì sắc mặt sậm sì, hai con mắt như phún hỏa nhìn chừng chừng Viên Thiết Sơn. Viên Thiết Sơn sầm mặt hỏi: "Lâm Thiên Hổ, Trác Tân, hai người đến làm cái gì?" Lâm Thiên Hổ là một tên tiểu lưu manh thất nghiệp trong thôn, tuổi khoảng 30, hắn là một du côn đi xem lén người ta động phòng thì còn có lý đi, nhưng đường này nam tử thanh tú tên là Trác Tân, đó là một thư lại trong nha môn, lại chạy đến đây làm cái chuyện như vậy, rõ ràng là khó tin vô cùng, không khỏi cho Viên Thiết Sơn kỳ quái. Lâm Thiên Hổ cười hăng hắc: "Hai chúng ta đến náo động phòng đấy." Viên Thiết Sơn vung quyền giống lên: "Vô sĩ, còn không mau cút đi." Lâm Thiên Hổ cười hề hề chuyển thân định đi, nhưng lại bị Trác Tân kéo lại. Trác Tân nhìn Viên Thiết Sơn chằm chằm: "Viên huynh, cho ta nói chuyện với Tư Tư một chút được không?" Viên Thiết Sơn tức giận: Ngươi và lương tử của ta có gì đáng nói đây? Ngươi đường đường là thư lại ở nha môn, lại theo tên lương manh Lâm Thiên Hổ này xem lén người ta động phòng, chẳng lẽ không biết hổ thẹn hay sao?" Trác Tân đáp: "Viên huynh, ta không phải là xem có lòng xem lén hai người, ta chỉ muốn đến nói vài lời với Tư Tư." Viên Thiết Sơn nghe hắn gọi nương tử của mình thân mật như vậy, lòng cảm giác có gì đó không phải, trầm giọng hỏi: "Ngươi và nương tử của ta quen biết nhau ư?" Thần sắc của Trác Tân rất thê lương: "Nào chỉ quen xuống, nàng ấy vốn là lương tử của ta đấy." Viên Thiết Sơn càng ngần người hơn, chuyển thân gọi hỏi vào sau cửa: "Nương tử, tên họ Trác này nói nàng đáng lẽ là nương tử của hắn, chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Lâm Tư không hề đáp. Viên Thiết Sơn chờ một lúc không nghe tiếng trả lời, hơi tức bốc lên đầu, lớn tiếng gầm giống: "Nương tử, ta đang hỏi nàng đấy, nàng có biết tên họ Trác này hay không?" "Không, không quen." Trác Tân giống lên: "Nói bậy, Tư Tư, nàng ra đây, ta chỉ hỏi nàng một câu, hỏi xong rồi sẽ đi ngay." Ta và ngươi có gì đâu mà nói, ngươi mau đi đi." "Tư Tư, nàng nhẫn tâm như vậy sao?" Trác Tân kêu ré lên định xông vào phòng cưới. Viên Thiết Sơn vừa tức vừa giận, túm lấy hắn quật qua một bên, khiến Trác Tân té lộn nhào, phần sau đầu đập mạnh vào bậc thềm, rú lên một tiếng cực thảm, rồi ôm đầu nằm co ro bất động. Viên Thiết Sơn thấy tình cảm như thế, bối rối vô cùng, không biết làm thế nào cho phải. Tên tiểu lưu manh Lâm Thiên Hổ vừa thấy có xô xát, liền mượn cơ hội chu chéo, gây náo loạn cả lên: "A, người đẩy Trác Tân trái chết rồi, để coi ngươi làm sao đây." Lâm Tư ở trong phòng nghe được tiếng kêu thảm của Trác Tân, tiếp theo đó lại nghe Lâm Thiên Hổ chu chéo như vậy, tức thì hoàng thần bước ra cửa phòng nhìn Trác Tân bất động co rúc trên mặt đất, sợ hãi kêu ré lên, dùng tay che miệng chạy tới ôm Trác Tân lên: "Tân ca, huynh làm sao vậy?" Viên Thiết Sơn nghe lời này tức thời minh bạch rằng
nương tử Lâm Tư của mình quả nhiên có mối liên hệ với Bạch Diện thư sinh Trác Tân này, không khỏi tức giận, nhất thời quên luôn sinh tử của Trác Tân, đưa tay chụp lấy đầu tóc của Lâm Tư, kéo dựng dậy thật mạnh, mắng: "Con tiện dân này!" Đốp một tiếng, tát một cái thật mạnh vào mặt nàng, khiến cho Lâm Tư té lăn ra dưới thiên tỉnh trong vườn. Tên tiểu lưu manh Lâm Thiên Hổ ở bên cạnh nàng hứng chí la to hơn: "Ha ha, đánh chết người rồi, tân lang quan đánh chết người rồi!" Sự náo động này khiến cho đám tân khách đang uống rượu mừng phía ngoài đua nhau chạy vào. Mạnh Thiên Sở và Thái Chi Huyện ngồi trên bàn chủ tịch gần tân phòng nhất và cũng không ai dám chạy trước Chi Huyện, cho nên Thái Chi Huyện là người đến trước nhất, sau đó là các khách dự tiệc khác. Mọi người nhìn thấy Trác Tân nằm bất động dưới đất, đầu nhiễm đầy huyết, còn tân nương tử Lâm Tư thì nằm dưới đất khóc hu hu, tức thời hoảng loạn bàn cãi ngòi. Viên Cận vội bước tới trước, lắc lắc Trác Tân đang nằm trên mặt đất, thấy người này vẫn bất động, vội quay lại hỏi con trai Viên Thiết Sơn: "Chuyện gì vậy? Trác Tân sao vậy?" Viên Thiết Sơn lúc này đã tỉnh người lại từ cơn ghen tuông và hơi rượu, ấp úng nói: Hắn, vợ của con, bọn chúng, con chỉ đẩy một cái, hắn..." Đến lúc này, vợ chồng ông chủ Lâm đã vạch đám đông tiến tới, liếc mắt thấy con gái nằm khóc dưới đất, vội bước tới. Lâm phu nhân ôm con gái hỏi: "Con à, có chuyện gì vậy?" Lâm Tư trốn trong lòng mẫu thân, một mực khóc ròng, không nói không rằng. Chi huyện Thái Chiêu đưa mắt nhìn hiện trường, nhất thời không biết làm sao cho phải, chuyển đầu nhìn Mạnh Thiên Sở. Trong đoạn thời gian này, Mạnh Thiên Sở đã quen thân với rất nhiều lục phòng thư lại trong nha môn, do đó đưa mắt nhìn một cái là nhận ra ngay thư lại Trác Tân đang nằm bất động ở đó. Hắn bước tới, ngồi xuống bên cạnh y, đưa tay thử hơi thở, sau đó xem xét vết thương ở sau đầu của y, rồi dùng ngón tay cái ấn lên huyệt nhân trung của Trác Tân. Một lúc sau, Trác Tân rên rỉ tỉnh lại, chuyển người qua có khí mà vô lực gọi một câu: "Từ từ!" Mọi người nhìn thấy y không chết, đã tỉnh người, quay lại nên đều thở dài một hơi. Lâm Tư thoáng một chút vui mừng, động đậy một chút trong lòng mẫu thân, nhưng không dám nhìn Trác Tân. Lâm Trường Quý hỏi Mạnh Thiên Sở: "Hắn sao vậy, có bị gì không?" Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, trước mắt xem ra không có chuyện gì, chỉ là vết thương ngoài da. Trác Tân ngồi dậy, đưa tay sờ đầu, cảm thấy nóng hổi, rút tay về, nhìn thấy toàn máu, tức thời hốt hoảng cả thân. Mạnh Thiên Sở lấy một cái khăn từ trong người án lên vết thương sau đầu của Trác Tân bảo: "Ngươi dùng tay đè chặt, một lát sẽ cầm máu, vết thương không lớn, không sao đâu." Trác Tân vội đưa tay án lên cái khăn sau đầu. Hắn là thư lại trong nha môn, đương nhiên biết hình danh sư gia Mạnh Thiên Sở, vội vã nhỏ giọng cảm ơn: "Đa tạ sư gia, tôi không có sao đâu." Mạnh Thiên Sở nói: "Ngươi không có ở trong vườn uống rượu, chạy tới tân phòng của người ta làm cái gì?" Trác Tân đưa tay án lên vết thương, quay đầu nhìn về phía Lâm Tư, khẽ đáp: Tôi uống say, muốn đến nhìn Tư Tư." "Ngươi và nàng ta có quen nhau sao?" Không chờ Trác Tân trả lời, Lâm Trường Quý đã vội nói: "Không có, Lâm Tư của chúng tôi không quen hắn." Viên Thiết Sơn ở một bên hậm hực nói: "Cái gì mà không quen chứ, vừa rồi tên họ Trác này..." "Hiền tế, Tư Tư hiện giờ đã là nương tử của con, không còn liên hệ với người nào khác nữa." Lâm Trường Quý vội vã ngắt lời Viên Thiết Sơn. Viên Thiết Sơn nghe thế, đầu cũng thanh tỉnh thêm chút nữa, thầm nghĩ lời này cũng đúng. Cho dù trước đó Lâm Tư cùng Trác Tân có quan hệ gì, hiện giờ nàng đã là vợ của hắn, có chuyện gì ở trong nhà mà nói, chuyện xấu không nên bêu ra ngoài. Hắn liền gật đầu, bước tới trước mặt Lâm phu nhân, nắm lấy kéo Lâm Tư dậy. Lâm Tư mắt đầy lệ nhìn Viên Thiết Sơn, khẽ nói: "Phu quân, thiếp..." "Không cần nói nữa, ta biết nàng và tên họ Trác này không có liên hệ gì, chúng ta vào nhà đi." Lâm Tư cảm kích gật đầu, cũng không nhìn Trác Tân cái nào, dựa vào người Viên Thiết Sơn tiến vào phòng, đóng chặt cửa lại. Trác Tân mặt xám như tàu lá, lẩm bẩm nói: "Không quan hệ gì ư? Hay cho cái câu không quan hệ gì." Y đứng dậy, quét mắt nhìn tứ phía nói: "Được rồi, Trác mỗ vừa rồi uống say, định đi nhà sĩ, không ngờ đi lạc đường, lầm tân phòng thành nhà vệ sinh. Đi, chúng ta tiếp tục uống rượu." Nói xong kéo tay Lâm Thiên Hổ, lách vào mọi người mà đi. Huyện thừa Trương Thị nhìn về phía Viên Cận, thấy trong đêm thành hôn của con trai ông ta mà láo loạn chuyện hai nam tranh một nữ như vậy, khiến cho Viên Cận mất mặt vô cùng, không khỏi sướng như mở cửa trong bụng cười lớn.
Ha ha, tân phòng mà lộn thành nhà sĩ, buồn cười. Tên Trác Tân này nói chuyện thật là có điểm ý tứ đó nha. Ha 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 ha. Viên Cận cười khan nói: Thái đại nhân, Trương đại nhân, sư gia, các vị quý khách, không có gì rồi, hiểu lầm thôi mà. Thỉnh trở về chỗ ngồi, chúng ta tiếp tục uống rượu. Thái Chi Huyện gật gật đầu, chuyển thân bước đi. Trương Thị cười nói: Đúng, đúng, đáng phải uống cho thống khoái, chúc mừng một phen. Rồi cũng chuyển thân bước đi. Mọi người cùng nhỏ giọng nghị luận, bước ra khỏi vườn. Mộ Dung Huynh Tuyết đến trễ và cũng không dám lách vào, lúc này mới nhân lúc người trống lẻn vào đến bên cạnh Mạnh Thiên Sở, nhỏ giọng hỏi: Sư gia, có chuyện gì vậy? Mạnh Thiên Sở nhìn tân phòng đóng kín cửa, lắc đầu kề tai Mộ Dung Huynh Tuyết nói nhỏ: Đây là nhi nữ tình trường, ai, sau này vào đêm tân hôn của cô, không biết có xảy ra tình cảnh này không? Mộ Dung Huynh Tuyết đỏ mặt, liếc nhanh Mạnh Thiên Sở, cúi đầu không nói gì. Mạnh Thiên Sở cười hăng hắc: Da mặt cô mỏng thật, thôi được rồi, không nói chơi với cô nữa, trở về uống rượu tiếp đi. Mộ Dung Huynh Tuyết khẽ nói: Uống ít một chút, đừng uống say đấy. Uống không say, vậy uống rượu để làm cái gì? Uống rượu là để có được cảm giác chính choáng say. Coi chừng nha, ta uống say rồi, rất thích động tay động chân đấy, coi chừng ta phi lỡ với cô. Gò má phấn của Mộ Dung Huynh Tuyết lập tức biến thành cái khăn vang hồng. Nàng tiếp tục liếc nhanh hắn một cái nữa, rồi mới cúi đầu chuyển thân bỏ đi. Cái nhìn này khiến cho Mạnh Thiên Sở có thể khẳng định, lúc này mà ôm nàng vào lòng thì nàng nhất định sẽ không cự tuyệt, thậm chí có khả năng còn đang nhất mực chờ đợi cái ngày đó nữa. Chỉ có điều Mộ Dung Huynh Tuyết quá thẹn thùng, đã chôn chặt tâm tư của mình vào tận đáy lòng. Con của chủ bộ, ngày tân hôn xảy ra chuyện, các thư lại không tiện ngồi nán lại lâu, hơn nữa trời đã tối rồi, cho nên đều lục tục cáo từ bỏ đi. Mạnh Thiên Sở trở về bàn tiệc, huyện thừa Trưng Thị không ngừng cười lớn, nâng ly lia lịa, dáng vẻ rất vui. Viên Cận và ông chủ Lâm cố giấu sự ngượng ngập, không ngừng mời rượu. Mạnh Thiên Sở biết bọn họ gặp phải chuyện này vốn rất không vui, nhưng không thể không cười mời khách, cảm thấy rất đồng tình, liền cố ý xóa bỏ chủ đề câu chuyện đó, kể những chuyện vui tục tĩu, chọc cho mọi người cười ha hả. Trưng Thị dường như cố ý bám lấy vụ xáo động vừa rồi không chịu buông, y không dám đắc tội Mạnh Thiên Sở, cho nên khi hắn kể thì lắng nghe rất tử tế, chờ hắn kể xong thì cười rồi nói: Ta sớm nghe con gái Lân Tư của ông chủ Lâm đẹp như một đóa hoa, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng trách tên thư lại họ Trác kia thà quậy đến đấu phá huyết lưu vẫn không nhất định được gặp một lần cuối cùng trước khi lấy chồng. Mạnh Thiên Sở hơi bực mình, hừ một tiếng nói: Trường huyện thừa, ông dù sao cũng là một quan phụ mẫu trong huyện, sao cứ nhăm nhe vào cô dâu mới của người ta, chuyện này lưu truyền ra ngoài không tốt lắm đâu. Trương Thị không dám đụng chạm vào Mạnh Thiên Sở, thần tình hơi bối rối. Thái Chi Huyện thấy tình hình đã vậy, không còn hứng thú uống rượu gì nữa, đứng dậy cung tay nói với viên chủ bộ: Được rồi, rượu đã uống cũng kha khá rồi, bổn quan muốn đi về đây, mọi người từ từ uống tiếp đi, xin cáo từ. Mạnh Thiên Sở cũng cảm thấy thật mất hứng, đứng dậy nói: Phải rồi, bị nhân cũng uống say rồi, cùng ông chủ đi về thôi. Viên chủ bộ và ông chủ Lâm cũng vội đứng dậy cung kính tống tiễn hai người. Mộ Dung Huynh Tuyết thấy Mạnh Thiên Sở định đi, liền đứng dậy đi theo ra cửa. Mạnh Thiên Sở nói với Thái Chi Huyện: Ván sinh uống rượu hơi nhiều, muốn đi một chút cho tỉnh rượu, thỉnh ông chủ về trước. Thái Chi Huyện gật gật đầu nói: Vậy được, tiên sinh nhớ về sớm nghỉ ngơi. Sau đó ông ta lên kiệu về trước. Mạnh Thiên Sở cung tay chào viên chủ bộ và Lâm Trường Quỹ, rồi đồng đình tiến về phía nha môn. Mộ Dung Huynh Tuyết bây giờ mới ra cửa về nhà, hướng nhà nàng cũng cùng hướng về phía nha môn. Lúc này các thư lại trong nha môn cũng lục tục đi về, không ai chú ý đến nàng. Hiện giờ đã là canh một, nhà và cửa hiệu hai bên đường còn sáng đèn, ánh sáng chiếu rọi ra đường rất rõ. Mộ Dung Huynh Tuyết cúi đầu từ từ tiến bước, quẹo qua một góc đường, không ngờ suýt đụng phải một người khiến nàng giật nảy cả người. Ngước đầu nhìn lên, thấy thì ra là Mạnh Thiên Sở đang tủm tỉm cười nhìn nàng. Mộ Dung Huynh Tuyết lập tức ý thức rằng Mạnh Thiên Sở cố ý chờ nàng ở đây, không khỏi tim nhảy đồng đột, khẽ nói: Mạnh sư gia. Mạnh Thiên Sở nói: Trời tối rồi, ta đặc biệt lưu lại đây đưa cô về nhà. Đa tạ sư gia quan tâm. Mộ Dung Huynh Tuyết cúi đầu không dám nhìn hắn. Mạnh Thiên Sở cùng Mộ Dung Huynh Tuyết sánh vai đi trên đường, nhất thời không nói với nhau câu nào. Chậm chậm bước một hồi, Mạnh Thiên Sở chợt hỏi:
Hiện giờ trời còn sớm, ta uống rượu hơi chánh choáng, hay là chúng ta đi ra bờ Tây Hồ nhìn cảnh đêm hưởng gió mát cho tỉnh rượu, được không? Dạ, dạ được. Mộ Dung Huỳnh Tuyết khẽ gật đầu, trả lời nhỏ dí như con muỗi kêu. Hai người thả bước về phía Tây Hồ, chẳng mấy chốc đã đến nơi, tìm một bãi cỏ xanh ngồi xuống. Trời đêm mùa hè có gió mát từ mặt hồ thổi tới, khiến cho hai người cảm thấy mát mẻ, dễ chịu vô cùng. Trên hồ có mấy chiếc thuyền hoa đang lững lờ trôi, bóng thuyền lượn lờ, xa xa có tiếng ca nhẹ nhẹ bay bổng của nữ tử truyền lại. Mạnh Thiên Sở uống khá nhiều, đầu óc vốn đã xoay mòng mòng, lúc này bị gió mát thổi như vậy lập tức thanh tỉnh hơn nhiều. Hắn quay đầu nhìn Mộ Dung Huỳnh Tuyết đang ngồi bên cạnh. Dưới trời đêm, thấy gương mặt trắng nõn của nàng thật mịn màng, cộng thêm đôi mắt đen phản ánh ánh đèn từ thuyền hoa xa xa chiếu tới, lấp lánh lung linh, trong vắt như ánh thủy tinh. Mạnh Thiên Sở không dám nhìn tiếp, quay đầu lại, đưa mắt nhìn về phương xa, khẽ nói: "Dục bà Tây Hồ đương Tây Tử, đạm trang lùng mạt tổng tương nghi." Hắn định ví Tây Hồ như Tây Thi, điểm trang đậm nhạt chẳng hề khác nhau. Trích nội dung của bài thơ Tây Hồ của Tô Đông Pha, nhà thơ nổi danh đời Đường: "Tây Hồ quả thật là đẹp." "Đúng vậy, lúc còn nhỏ tôi thường chạy ra bờ hồ chơi, hái ngó sen hay gì đó, cha tôi sợ tôi gặp bất trắc không cho tôi đi chơi, nhưng tôi cứ lén lén đi." "Cô lúc nhỏ nhất định rất bướng và hay quậy phá." "Dạ, lúc nhỏ bà nội và mẹ tôi thân thể còn khỏe, lúc đó cuộc sống rất vui vẻ." Ánh mắt của Mộ Dung Huỳnh Tuyết hiện lên vẻ hồi tưởng về một thời ấm áp xa xưa. Trong lòng Mạnh Thiên Sở dậy lên nỗi thương xót, bất giác đưa tay ra ôm khẽ vai nàng. Cảm giác thân mình của nàng hơi rung động, có vẻ vì e thẹn và khẩn trương mà co cứng lại. Hắn đành vỗ nhẹ lên vai nàng, thu hồi tay lại nói: "Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi." Mộ Dung Huỳnh Tuyết chuyển mặt lại nhìn Mạnh Thiên Sở: "Sư gia, rất may là có ngài giúp tôi, nếu không tôi thật không biết sẽ như thế nào." "Ngốc á, ta là muốn cô một lòng một dạ giúp ta làm việc, bỏ ra một chút thôi mà, ta cũng không phải là người tốt gì đâu, cô coi chừng đấy." Mạnh Thiên Sở cười đùa nói: "Sư gia đối với Huỳnh Tuyết thật là tốt." Trong lòng Huỳnh Tuyết biết rõ là như thế, chỉ mong sẽ làm thật tốt, thật nhiều chuyện cho sư gia, để báo đáp đại ân đại đức của sư gia. Mạnh Thiên Sở cầm một khối đá nhỏ lên, dùng lực ném về phía hồ, vỗ vỗ tay: "Cô đừng có khách khí như vậy, ta giúp cô cũng giúp lại ta. Người sống trên đời này, ai mà không phải trải qua tam tai ngũ nạn. Nhớ khi xưa ta còn chưa có gì, nhân vì không có tiền, bị người ta bức, suýt chút nữa phải cởi khố trước mặt mọi người. Rất may là có người hảo tâm trợ giúp, mới tránh khỏi bị mất mặt trước mọi người đấy." Mộ Dung Huỳnh Tuyết hỏi: "Thật vậy ư, là ai đối với sư gia vô tình đến vậy?" Mạnh Thiên Sở cười khổ lắc đầu: "Chuyện này không thể nói với Mộ Dung Huỳnh Tuyết." Nhắc đến chuyện này, không khỏi nhớ lại cô vợ giả mỹ miều Hạ Phượng Nghi của mình, lại còn có tiểu nha hoàn Phi Yến mắt to và nghịch ngợm nữa. Hắn kỳ thật không thể trách gì bọn họ, tất cả đều là do vị Mạnh công tử ăn chơi trước kia gây ra mà thôi. Hai người nói chuyện ở bờ hồ một lúc lâu, cho đến mãi khi đèn đuốc bên hồ dần tắt, trời đầy sao sáng, thì Mạnh Thiên Sở mới ngẩng đầu nhìn sao rồi bảo: "Được rồi, chúng ta về thôi, trời không còn sớm nữa. Cô mà không về thì cha mẹ cô sẽ lo lắng lắm đấy." Tiếp sau đó hắn đứng dậy: "Dạ sư gia, vậy chúng ta đi thôi." Mộ Dung Huỳnh Tuyết cũng đứng dậy. Mạnh Thiên Sở nhìn cô gái mỹ lệ trắng trong bên mình, mượn hơi rượu đưa tay ôm nàng kéo vào lòng. Mộ Dung Huỳnh Tuyết lảo đảo ngã chúi vào lòng hắn, loạng choạng định tránh ra, nhưng bị Mạnh Thiên Sở ôm eo thật chặt. Mộ Dung Huỳnh Tuyết tâm ý hoảng loạn, run giọng nói: Sư gia "Huỳnh Tuyết, sau này chúng ta ở riêng với nhau, đừng gọi ta là sư gia nữa." Vậy Huỳnh Tuyết phải gọi bằng gì?" "Gọi ta là Sở ca." Mộ Dung Huỳnh Tuyết không biết nói gì, dựa hẳn vào lòng Mạnh Thiên Sở, thân người run rẩy dữ dội. Nàng ngước đôi mắt mê mông, e thẹn, rồi dũng cảm nhìn Mạnh Thiên Sở. Mộ Dung Huỳnh Tuyết đương nhiên biết Mạnh Thiên Sở định làm cái gì, thân hình hơi run, thần tình có phần hoảng loạn, nhưng ánh mắt lại sung mãn sự chờ đợi, môi hồng khẽ hé, ánh mắt sáng ngời nhìn sâu vào đáy mắt của Mạnh Thiên Sở, sau đó từ từ nhắm lại, đôi mi dài vừa khẩn trương vừa hưng phấn khẽ giật giật liên hồi. Thần tình của Mộ Dung Huỳnh Tuyết không ngờ lại khiến cho Mạnh Thiên Sở bình tĩnh trở lại. Một ý nghĩ chợt vùng dậy trong lòng: bản thân có muốn cưới Mộ Dung Huỳnh Tuyết hay không? Nếu như còn chưa chuẩn bị kỹ như vậy, chẳng phải là quá đừng đột cầu thả hay sao? Phần lớn tiền tài của hắn đều đã dùng để giúp trả nợ cho Mộ Dung Huỳnh Tuyết rồi, hiện giờ đừng nói thành ra,
ngay cả tiền nhờ bà mối đến dặm hỏi nàng cũng không tìm đâu ra được. Đó là vấn đề ngoài mặt, vấn đề sâu hơn bên trong đó là hắn có thật sự yêu thương sâu sắc Mộ Dung Huỳnh Tuyết hay không? Đương nhiên không, chỉ vì dưới tác dụng của rượu, được sự mỹ lệ của nàng cổ động, nhất thời hắn xung động mà thôi. Bản thân hắn và Mộ Dung Huỳnh Tuyết hoàn toàn không có sự hiểu biết gì, nàng rốt cuộc là có thích hợp làm vợ hắn hay không, hắn còn chưa dám chắc. Nếu như đã chưa hề yêu nàng, sao có thể hôn nàng được đây? Chuyện giữa hắn và Hạ Phượng Nghi còn chưa giải quyết chưa xong, hắn còn chưa dám nghĩ tới chuyện hôn nhân, cứ hỏi thật sự gì. Đây chỉ là một ý niệm tức thời, Mạnh Thiên Sở nghĩ thoáng qua rồi đưa quyết định ngay. Hiện giờ vẫn còn chưa thể hôn nàng. Chỉ có điều nhìn thấy dáng vẻ Mộ Dung Huỳnh Tuyết nhắm mắt chờ hắn hôn như vậy, nếu như hắn tự rời bỏ nàng, nhất định sẽ làm nàng thương tâm. Hắn tự trách mình vừa rồi quá xung đột, không khỏi tự mắng thầm. Chính xác, đang lúc không biết làm như thế nào cho phải, chợt nghe xa xa có tiếng người gọi. Thiếu gia, sư gia, Mạnh sư gia. Tiếng gọi có nam có nữ. Thân hình của Mộ Dung Huỳnh Tuyết chợt run bắn, mở bừng mắt hoảng loạn tránh khỏi vòng tay của Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở khẽ thở phào, vội chuyển thân nhìn về phía có thanh âm vọng tới, lắng nghe cảm thấy thanh âm đó rất quen tai. Nghe thêm vài lần nữa thì ra người gọi thiếu gia đó là Phi Yến, còn có lão người hầu Hà Đầu và các bộ khoái trong nha môn. Ta đang ở đây. Mạnh Thiên Sở lớn tiếng đáp, rồi nhìn lại Mộ Dung Huỳnh Tuyết, thấy nàng cũng đang nhìn lén hắn. Ánh mắt và nét mặt đầy vẻ thẹn thùng. Nàng không hề biết sự biến hóa trong tâm tư của Mạnh Thiên Sở, còn cho rằng đó là vì chuyện bất ngờ xảy ra nên đảo loạn chuyện của hai người. Mạnh Thiên Sở cũng vì thế mà cảm thấy áy náy vạn phần. Nghe được tiếng trả lời của Mạnh Thiên Sở, mấy người kia lần theo hướng đáp chạy tới. Người chạy trước hết đó là bộ đầu Vương Dịch, kế theo đó là tiểu bộ khoái Tống Tường Vũ, người chạy sau nữa là lão Hà Đầu và tiểu nha hoàn Phi Yến. Mạnh Thiên Sở hỏi: các người đến đây làm gì vậy? Phi Yến nhìn về phía Mộ Dung Huỳnh Tuyết bên cạnh hắn, cười cười đáp lại câu hỏi của Mạnh Thiên Sở. Thiếu phu nhân thấy thiếu gia lâu quá còn chưa về nên sốt ruột bảo Lô Tỳ và lão Hà Đầu tìm Vương Bộ Đồ giúp tìm thiếu gia người. Đến nhà của viên bộ chủ được biết thiếu gia đã sớm rời khỏi đó, hơn nữa lại tản bộ đi về. Chúng tôi dọc đường hỏi tới, có người nói thiếu gia đi về phía Tây Hồ, cho nên chúng tôi mới tới đây tìm. Mạnh Thiên Sở gật đầu nói với Vương Bộ Đầu và Tống Tường Vũ: hai người hộ tống Mộ Dung Phi Vũ về nhà giùm tôi. Vương Bộ Đầu đáp ứng. Mộ Dung Huỳnh Tuyết nhìn sâu vào mắt Mạnh Thiên Sở, trong ánh mắt hiện rõ vẻ thẹn thùng và ngọt ngào. Tiếp theo đó cúi đầu theo Vương Bộ Đầu hai người bỏ đi. Mạnh Thiên Sở nhìn thấy họ đã đi xa rồi, bây giờ mới nói với Phi Yến và lão Hà Đầu: được rồi, chúng ta về thôi. Phi Yến cười hi hi hạ giọng thì thào: thiếu gia, sao thiếu gia không tự thân đưa người ta về làm hộ hoa sứ giả một lần, cơ hội tốt vậy mà. Nhiều chuyện. Mạnh Thiên Sở trừng mắt với cô bé, chậm rãi bước quay về. Ba người trở về nội nha, Hà Phượng Nghi thấy Mạnh Thiên Sở trở về cao hứng vô cùng, nhưng rồi oán trách ngay: chàng sao mà trễ như vậy mới về? Mạnh Thiên Sở hỏi: trễ ư? Trễ bao nhiêu rồi? Đã sắp canh ba rồi, như vậy mà còn không trễ sao? Thì ra là hắn và Mộ Dung Huỳnh Tuyết nói chuyện bên hồ lâu như vậy, hơn cả một thời thần. Hắn liền nhau mắt hỏi Hạ Phượng Nghi: sao hả, lo cho ta à? Nghĩ cái gì vậy, ta chỉ lo cho ta mà thôi. Huỳnh có mệnh hệ nào, cha của ta không tính sổ lên đầu ta không được, như vậy ta không thoát khỏi căn hệ rồi. À, thì ra là thuận thủy nhân tình. Mạnh Thiên Sở nói. Phi Yến ở bên cạnh hừ một tiếng: đúng rồi, nếu sớm biết thiếu gia bồi Mộ Dung cô nương người ta ra Tây Hồ xem hoa ngắm trăng, chúng ta cũng không cần phải chạy có cớ đi tìm khắp nơi, nói không chừng là phá hỏng chuyện tốt của người ta, trong lòng người ta còn oán trách chúng ta nhiều chuyện đây này. Hạ Phượng Nghi à một tiếng, nhìn lên nhìn xuống khắp người Mạnh Thiên Sở, thần tình lạnh nhạt nói: thì ra là như vậy là đáng trách ta quá nhiều chuyện rồi. Sau này loại sự tình này, phu quân chàng cứ nói một tiếng, để khỏi cho mọi người đều không thoải mái. Phu nhân uống giấm chua rồi, hay là nàng và ta làm phu thê chân chính đi. Có nàng rồi, ta không còn cần phải suy nghĩ cái chuyện sau này phải thành ra như thế nào nữa. Hạ Phượng Nghi cười điềm đạm: miễn đi, ước định của chúng ta đã qua nửa năm rồi, đã qua những ngày tháng chạy đông chạy tây rồi. Huynh tìm Mộ Dung cô nương cũng được, thanh lâu cô nương cũng được, ta không cản trở đâu. Huynh nếu thật lòng muốn thành thân với Mộ Dung cô nương thì đó cũng là chuyện tốt mà. Nói xong nàng chuyển thân về phòng.
Mạnh Thiên Sở cười móc một mình, nhìn theo bóng dáng thướt tha của Hạ Phượng Nghi, tự so sánh cảm thấy nàng hơn Mộ Dung Huynh Tuyết một chút. Thế nhưng Mộ Dung Huynh Tuyết có tính cách ôn nhu và cương nghị, lại đánh động tấm lòng của Mạnh Thiên Sở hơn. Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Mạnh Thiên Sở đang nằm thẳng chân trên giường ngáy khò khò. Phi Yến đã hoảng loạn chạy vào, vén màn lên gọi: "Thiếu gia, thiếu gia!" Mạnh Thiên Sở giật mình tỉnh giấc từ cơn mộng, mở con mắt mông lung nhìn nha đầu xinh đẹp Phi Yến. Hiện giờ khí trời nóng bức, phải làm chiếu ngủ, chỉ đắp một cái mềm mỏng, không ngờ bị hắn gạt sang một bên, cho nên là người trần như nhộng. Hắn hoảng loạn đưa tay che bộ hạ, nhưng lại đụng tới nội khố của mình. Mới nhớ là lúc đầu không quen ở trần ở chuồng ngủ, cho nên hắn cho Phi Yến giúp khâu mấy cái khố lót để ngủ, để đêm về mặc vào tránh trần trụi rất khó chịu. Biết là bản thân không bị phô hàng cho cô bé nhìn, Mạnh Thiên Sở an tâm. Nhớ lại nha đầu này trước giờ khi tiến vào giúp mình mặc y phục đều trước hết ở ngoài rèm gọi vào, rồi khi nghe tiếng đáp đồng ý mới vào. Hôm nay sao lại nhào đại vào vén rèm lên như vậy? Hắn bèn hỏi: "Làm cái gì thế? Hoàng hoàng loạn loạn thế này, xảy ra chuyện gì rồi?" "Thiếu gia, không xong rồi, con dâu mới của viên chủ bộ đã chết rồi." "Cái gì? Con dâu mới của viên chủ bộ chết rồi sao?" Mạnh Thiên Sở nhòm ngay người dậy: "Làm sao mà chết?" "Không biết được, chị huyện lão gia bảo thiếu gia đi theo tra án, mau dậy đi." Kính thưa quý vị, tập 9 của tối hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn quý vị vào tối ngày mai. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.